Sau đây là kết quả xổ số Đà Lạt, Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số. Mục 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số. 9, mục 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số. 4191, 3109, 2283. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số. 2615. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số. 10696, 83932, 38698, 37962, 06282, 43130, 82597. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số. 89861, 85020. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số. 20531. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số. 30813. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số. 6720031. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số. 6720031.